Chư ác mạc tác Tuế tuế bình an Chúng thiện phụng hành Niên niên như ý Vì vạn thánh tiếp nối tuyệt học Vì vạn thế khai mở thái bình Mạng đàm đầu năm 2018 Lão Pháp Sư Tịnh Không trụ giảng Ngày 1 tháng 1 năm 2018 tại chùa cực lạc thành phố đài nam đài loan các vị pháp sư các vị đồng học xin chào mọi người hôm nay là ngày đầu năm của năm 2018 Trong ngày đầu tiên của năm mới này Xin chúc phúc mọi người Đừng làm việc ác Tuổi tuổi bình an Dân làm việc lành Năm năm như ý Từ xưa đến nay Khi đến những ngày lễ Tết quan trọng thì người ta thường dạy các thế hệ con cháu phải thận trọng từ lời nói đến việc làm thì mới được đại cát đại lợi việc này là hết sức có đạo lý người lớn tự mình rất cẩn trọng biểu diễn cho con cháu xem có phong khí nếp sống tốt đẹp như vậy cho nên xã hội là một vẻ hiền hòa vui vẻ đặc biệt là trong phương diện ngôn ngữ lời nói thì nhấn mạnh việc tán thán lẫn nhau không thể hủy bán lẫn nhau người xưa đã thấy được rồi nếu như giữa con người mà tán thán lẫn nhau Thì đó là Một cảnh tượng thái bình thịnh thế Nếu như Giữa con người Mà hủy bán lẫn nhau Thì đó là Điềm báo của tai họa rồi Người Trung Quốc Đêm một năm Chia thành 24 tiết khí Nghĩa là Mỗi nửa tháng Thì nhắc nhở mọi người một lần Đừng nên quên Tán tháng lẫn nhau Thái bình thịnh thế Là từ tán tháng mà ra Tán tháng lẫn nhau Con người Sẽ có phước báo hưởng không cùng tận Nếu hủy bán lẫn nhau Thì con người Sẽ chịu tai nạn không cùng tận rồi Quan trọng nhất là phải làm từ nơi chính mình một người cả đời không có người oán hận cuộc đời như vậy tự tại biết bao quan hỷ biết bao chúng ta nỗ lực truyền thừa giáo huấn của cổ thánh tiên hiền hy vọng người phương đông khôi phục được giáo dục thánh hiền người phương tây khôi phục giáo dục tôn giáo chúng tôi đã thành lập viện hán học tại anh quốc nhằm truyền thừa tiếng hán cổ và thánh giáo của ba nhà nho thích đạo chúng tôi cũng tài trợ mở lớp tiến sĩ hài hòa nhằm để bồi dưỡng nhân tài hoàn pháp cho các tôn giáo. Chúng tôi cũng chuẩn bị hợp tác với trường đại học Thành Công, Đài Nam mở lớp Hán học. Để bồi dưỡng nhân tài ưu tú về Hán học. Chu cực lạc mở khóa trình dạy học về Hán học Dở lòng văn tự âm vận và dạy nghĩa tiếng hán cổ lễ thỉnh các vị giáo sư tài cao học rộng đến đứng lớp viện hán học ở malaysia cũng đang mở lớp dạy học ở tịnh tông học viện úc châu mở lớp học tập đồng mông dưỡng chánh mục đích mở những khóa trình dạy học này chính là gì muốn tiếp đối tuyệt học của thánh hiền khai mở thái bình cho dạng thế hoan nghênh mọi người giới thiệu những người có trình độ học vấn sâu dày chúng tôi có thể lễ thỉnh mời họ đến làm thầy mời những người trẻ tuổi có cùng chí hướng đến tham gia học tập chúng tôi nhấn mạnh chúng thần là một thể tôn giáo là một nhà đối đãi bình đẳng hài hòa chung sống đây là mục tiêu mà chúng ta cùng nhau nỗ lực mọi người phải đoàn kết phải hòa bình không nên động loạn nồng cốt của sự tu hành là làm thế nào để biến lòng yêu thương của mình cũng giống như lòng yêu thương của các vị thần minh vậy mỗi một tín đồ của một tôn giáo đều nên đại diện cho thần minh cho thượng đế để yêu thương thế nhân giúp đỡ thế nhân, giải đáp hết thảy những vấn đề nghi nan, hóa giải xung đột, thúc đẩy xã hội hài hòa, thế giới hòa bình. Dù là cá nhân tu hành hay đoàn thể đều nên đi theo phương hướng này. Pháp môn Tịnh độ vô cùng khó được Chúng ta có được thân người Nghe được Phật Pháp Được nghe Pháp môn tịnh độ Đặc biệt là được nghe Bốn Kinh Vô Lượng Thọ Do Ngài Hạ Liên Lão Cư Sĩ hội tập Cái cơ duyên này Chân thật là từ vô lượng kiếp đến nay Hiếm có, khó gặp được một ngày Hiểu được đạo lý này Mỗi một đồng tu tịnh tông Đều phải nên thành tựu Thang chốt thành tựu Chính là ở việc Nhìn thấu buông xả Xin chúc mọi người Nhìn thấu được Phàm sở hữu tướng Giai thị hư vọng Buông xả thăm Sân si mạng nghi Tin sâu nguyện thiết Lão thật niệm Phật Giáng sanh cực lạc Một đời thành Phật Ai ai cũng có phần Xin cảm ơn mọi người Năm mới vui vẻ A-di-đà à, Phật Tịnh không kính khuyên mọi người Vì thiên địa lập tâm Vì sinh dân lập mạng Vì giảng thánh kế tuyệt học vì dạng thế khai thái bình chân tính thiết nguyện chuyên niệm di đà cầu sanh tịnh độ làm đệ tử của a di đà phật